thể thao vip.com xin chào bạn. Trong video này, Sốt tiến hành gửi chiếc xe đạp Peter cho anh Thành Lộc ở Sóc Trăng. Vâng, anh Thành Lộc ở Sóc Trăng đã gọi cho Sốt nói muốn mua xe đạp Peter T10 Pro. Anh Thành Lộc thì đã lớn tuổi rồi, không biết gì về công nghệ và máy móc. Nhưng coi video của Sốt trên TV, anh thích chiếc xe đạp T10 Pro của hãng Peter và gọi cho Sốt trao đổi một hồi, anh chốt mua chiếc Peter T10 Pro màu đen đỏ, xài 46 rất là nhanh. Và Shop rất là yêu quý các khách hàng miền Nam. Các bạn ở miền Nam gần như gọi điện cho Shop và chốt mua luôn, rất đơn giản và nhẹ nhàng. Và đây là chiếc xe đạp Peter T10 Pro của anh Thành Lộc đã mua tại Shop xe đạp thể thao vip.com. Đối với dòng xe đạp Peter này, Shop bán rất là nhiều trên toàn quốc, bởi vì các khách hàng đến với Shop dễ dàng mua xe. Shop đang bán T10 Pro, Slipper, Thunder. Đây là những chiếc xe đạp đời 2020 với giá rẻ không lối thoát, giá hình diện luôn. Đến với Shop chỉ chọn màu và xe sẽ về đến tận nhà các bạn. Còn về giá thì Shop đã bao toàn quốc rồi bạn nhé. Và bây giờ Shop sẽ mở thùng kiểm tra xe cho anh Thành Lộc. Và bạn muốn xem chi tiết chiếc xe đạp này có thể xem theo đường link ở dưới phần mô tả. Shop đã làm review soi cận cảnh chi tiết rồi bạn nhé. Rồi mình sẽ mở thùng kiểm tra xe cho anh Thành Lộc luôn. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Thùng bạn nhá, là từ những thùng mới rất là đẹp. Đây rồi, đây là chiếc đen đỏ Peter T10 Pro. Xe nhập về tới Việt Nam thì nguyên chiếc này bạn nhé, nguyên chiếc gồm hộp, một hộp phụ kiện kèm theo xe này. Và bây giờ Sốt sẽ nhấc lên để kiểm tra xe cho anh luôn. Wow, nhẹ lắm. Peter T10 Pro màu đen đỏ size 46 mà anh Thành Lộc đã đặt. Rồi kiểm tra luôn, chuẩn luôn, màu đen đỏ size 46 đây. Đấy, size 46. Với Peter T10 Pro thì khung carbon càng carbon. Đấy, khung carbon càng carbon. Đây, T10 Pro đây bạn nhé. Đấy, chuẩn luôn. Sử dụng rút Shimano 105 R7000 gồm tay đề lắc Shimano 105 R7000. Đó. Gạt đĩa Shimano 105 R7000, gạt lít Shimano 105 R7000. Xe chạy 11 lít và 2 đĩa. Bộ đùi đĩa của hãng Rovi trục rỗng. Đấy, Wowser. Xe đẹp rất tốt. Vành 700. Vành nhôm hai lớp của hãng Rinchupic. Đây là một cặp vành mới của hãng Rinchupic năm 2020 bạn nhé. Xe rất đẹp luôn, giá rất là mềm. Hiện nay Shop đang bán đầy đủ tất cả các chủng loại xe bạn nhé. Đây là chiếc xe đạp touring của hãng Nike rồi, chính chắc. Xe này thì Shop bán rất là nhiều bởi thiết kế đẹp, chất lượng cao, đầy xe nhôm, nước sơn tuyết đẹp, sơn công nghệ ô tô hãng này thì là rất chất lượng luôn. Đây là chiếc hybrid xe đạp đa năng. Đấy, xe đạp đa năng phun nhôm phanh dầu. Đây là chiếc HBR99S. Còn đây là chiếc Slipper phun 105 R7000 rồi nhé. Slipper đây là màu trắng đỏ, còn nhiều màu khác rồi nhé. Còn đây là chiếc Thunder đời 2020 chạy phun Shimano 105 R7000. Đây là chiếc Sito của hãng Sapa. Đây là một chiếc xe đạp cao cấp rồi nhé, chạy rút của Ý này, Lambano Cento 22 tốc độ. Đây là chiếc MTB địa hình của hãng Sapa, chiếc này tuyệt đẹp luôn. Bạn yêu chiếc này thì liên hệ ngay với bên Shop luôn. Đấy, xe này thì hàng đặc biệt, giá cũng đặc biệt luôn. Khung carbon, giá rất mềm khi bạn đến với Shop bạn nhé. Bạn đừng quên đăng ký kênh xe đạp thể thao vip.com. Vào 0 giờ, 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày, Shop luôn đăng tải những video giới thiệu về những sản phẩm Shop đang bán trên thị trường. Và chắc chắn bạn không bỏ lỡ video nào và sẽ tìm cho mình được chiếc xe đạp như ý với giá thành tốt nhất tại Việt Nam, bởi Shop bán đầy đủ tất cả các chủng loại xe. Dễ dàng chọn lựa màu yêu thích, kiểu xe ý, và đặc biệt giá thành thì đang tốt nhất tại thị trường Việt Nam bạn nhé. Rồi, hẹn gặp lại bạn ở những video sản phẩm tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.